Ung thư thanh quản là bệnh lý chỉ chiếm khoảng 2% số bệnh ung thư toàn thể, song lại là bệnh lý nguy hiểm đứng hàng thứ hai trong các bệnh ung thư tai mũi họng sau ung thư vòm họng. Đáng lưu ý, loại ung thư này có liên quan mật thiết đến thói quen hút thuốc lá và lạm dụng rượu bia. Qua nhiều năm làm chuyên môn, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Hoài An nhận thấy một quy luật. Hệ bệnh nhân mắc ung thư thanh quản là gần như chắc chắn tiền sử có hút thuốc lá và lạm dụng rượu bia. Thống kê của các bệnh viện chuyên ngành tai mũi họng cũng cho thấy, cứ 5 bệnh nhân mắc ung thư thanh quản thì có 4 ca là nam giới, độ tuổi sau 40. Ngoài ra, các nguyên nhân từ sự tác động của khí hậu, ảnh hưởng của nghề nghiệp, phải tiếp xúc với các chất khí, bụi bẩn, hóa chất hoặc nguyên nhân từ viêm thanh quản mạn tính. Thực trạng tỷ lệ người hút thuốc nhiều, ô nhiễm môi trường ngày càng tăng đang khiến căn bệnh ung thư thanh quản xuất hiện ngày một nhiều hơn. Hầu hết là gặp ở nam giới, rất khang hiếm, chưa hầu như là không có cái trường hợp nào ung thư thanh quản xuất hiện ở nữ giới. Đấy, nó đặc chủng là như thế. Thế mà nam giới ấy, mà những cái người mà người ta nghiên cứu thì người ta thấy rằng là những cái người nào mà vừa nghiện thuốc lá, vừa nghiện rượu thì cái tỷ lệ ung thư thanh quản cao hơn. Thế còn những cái người nào mà nghiện thuốc lá không mà không nghiện rượu thì ung thư thanh quản cũng cao nhưng mà không cao lắm. Thế nhưng mà nếu mà vừa kết hợp là vừa nghiện rượu vừa nghiện thuốc thì cái tỷ lệ ung thư là rất nhiều. Dấu hiệu đầu tiên và rõ ràng nhất của ung thư thanh quản đó là khàn tiếng. Khàn tiếng ngày càng tăng dẫn đến khàn đặc hoặc mất tiếng. Giai đoạn tiến triển nặng hơn của bệnh sẽ khiến người mắc ho nhiều, khó thở, nuốt khó, nuốt sặc khi ăn uống. Việc chẩn đoán ung thư thanh quản sẽ được thực hiện thông qua nội soi, các xét nghiệm kiểm tra. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít trường hợp đã bị chẩn đoán nhầm sang các bệnh lý tai mũi họng khác. Ung thư thanh quản nếu phát hiện muộn sẽ khó điều trị, đe dọa tính mạng của người bệnh. Triệu chứng chủ yếu của bệnh nhân ung thư thanh quản khi giai đoạn sớm thì bệnh nhân chỉ xuất hiện dấu hiệu duy nhất đấy là dấu hiệu khàn tiếng. Thế thì người ta cũng mô tả rằng cái khàn tiếng này của ta là bệnh nhân cứ bị khàn tiếng, cái kiểu cái tiếng nó khàn cứng như gỗ, thế rồi là cái tiếng khàn này nó cứ tăng lên. Ví dụ là với một cái trường hợp viêm thanh quản cấp thì chúng ta cũng có thể thể gặp khàn tiếng, nhưng mà khi mà điều trị bằng thuốc và kháng sinh và thuốc chống phù đề thì bệnh nhân sẽ hết khàn rất nhanh. Thế còn đối với trường hợp ung thư thanh quản thì khàn tiếng cứ càng ngày càng tăng lên. Ví dụ khi người ta phát xuất hiện khàn tiếng nó chỉ nhẹ thôi, sau đấy rất một thời gian ngắn rồi là bắt đầu nó khàn tiếng rõ lên, và sau đó thì dần dần thì nó có thể dẫn đến là làm bệnh nhân sẽ mất tiếng hoàn toàn. Các bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân khàn giọng trên 3 tuần nhưng không khỏi thì nên đi nội soi kiểm tra, nhất là ở nam giới thường xuyên hút thuốc lá và uống rượu bia. Việc phát hiện sớm giúp bệnh nhân có tiên lượng phục hồi tốt.